mới đây cộng đồng mạng đã xôn xao sự việc một nhóm du khách mặc bikini nhặt rác trên bãi biển với thông điệp bảo vệ môi trường đáng chú ý là các thành viên trong nhóm đều mặc áo tắm trong quá trình nhặt rác và chia sẻ ảnh lên mạng xã hội chính điều này đã gây nhiều ý kiến trái chiều một số ý kiến cho rằng hành động của nhóm du khách là phản cảm mục đích chỉ để làm hình ảnh cho bản thân bảo vệ quan điểm này một tài khoản mạng xã hội có tên vũ tuấn cho rằng nếu mục đích là đi tắm biển, trên đường đi mới nhìn thấy rác và hành động nhặt rác là bị động, thì tại sao nhóm du khách tại sao lại có sẵn tấm biển phải mất 450 đến 1 nghìn năm phân hủy để chụp ảnh cùng? Thật ra hành động thì đẹp nhưng không nhất thiết phải đăng hình lên mạng xã hội. Nếu đăng lên thì nên mặc trang phục bình thường và chấp nhận việc dư luận khen hay chê. Đó là lẽ thường và khi bị chê cũng đừng bực tức làm gì. Bởi nhiều người làm việc tốt nhưng họ có khoe đâu. Ý kiến của độc giả thao ta. Đồng quan điểm, độc giả Hà Phương bình luận, nếu làm vì mục đích tốt thì nên lặng lẽ làm, có muốn truyền đạt thông điệp gì đó tích cực thì nên ăn mặc đàng hoàng. Cho rằng việc chuẩn bị sắn tấm biển trên là dù có ý định từ trước hay để làm màu thật thì hành động đó vẫn tốt đẹp hơn và mang ý nghĩa hơn so với những người không có ý thức mà xả rác bừa bãi ra môi trường. Độc giả Lê Huệ bày tỏ quan điểm. Nếu họ có diễn thì cũng là truyền thông điệp tốt, đỡ hơn rất nhiều những người không bao giờ đi dọn rác nhưng ngồi cào phím soi mói. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh tấm biển tuyên truyền như nhóm du khách chụp ảnh cùng là đã có sẵn tại bãi biển. Theo đó, mỗi khu vực sẽ lại được đặt các tấm biển tuyên truyền với nội dung khác nhau. Chị Ngô Thu Quỳnh, một trong những thành viên của nhóm tham gia nhặt rác ngày hôm đó, cho biết việc nhặt rác của nhóm mình hoàn toàn là ngẫu hứng, chứ không được lên kế hoạch trước. Hôm ấy, nhóm mình đi tắm biển và vô tình gặp người dân đang nhặt rác bên bờ biển, nên gáy cũng muốn góp sức để bảo vệ sự xinh đẹp của thiên nhiên. Hành động của nhóm là dựa trên mục đích tốt làm sạch bãi biển và việc mặc bikini trên bãi biển cũng không thể cho là phần cảm, chẳng lẽ chúng mình đi tắm biển lại mặc quần bò, áo phông? cũng theo một người chủ homestay tại Vĩnh Hy, việc nhóm du khách mặc bikini tại bãi Đầm Đăng là rất bình thường vì bãi Đầm Đăng là khu vực du khách được phép tham quan và tắm biển. Còn tại bãi biển này thường có rất nhiều rác nên các chủ homestay ở đây cũng hay kêu gọi khách du lịch cùng nhặt rác bảo vệ môi trường. Hoạt động này nên được ủng hộ chứ không phải nhắc nhở xung quanh sự việc hầu hết cư dân mạng đều có phản hồi tích cực và ủng hộ hành động của nhóm du khách các ý kiến đồng tình cho rằng việc nhà rác trên bờ biển là điều đáng làm và việc mặc bikini trong không gian bãi biển là thích hợp chứ không hề phản cảm hay trái với thuần phong mỹ tục nhà báo nhà văn hoàng nguyên vũ chia sẻ quan điểm cá nhân thầm mặc bikini đi nhặt rác trên biển còn hơn ăn mặc sang trọng lồng lộn kín đáo mà xả rác từ rác nghĩa đen đến rác nghĩa bóng từ rác vật thể đến rác nhân cách khắp mọi nơi mọi chốn chẳng có pháp luật nào quy định không được mặc bikini nhặt rác cả mặc bikini đi nhặt rác trên biển đúng là hình ảnh rất bình thường đáng lẽ chúng ta cần phải quan tâm đến những vấn đề khác hơn là việc soi mói những chi tiết như vậy dưới chia sẻ của anh hoàng nguyên vũ cũng có hàng trăm bình luận được để lại cũng bày tỏ ý kiến đồng tình. Một việc làm đáng khen, mình thấy hình ảnh và việc nhặt rác của mấy bạn đó rất đẹp. Đi biển mặc bikini nhặt rác là bình thường, chừng nào lên núi hoặc giữa phố mà làm vậy thì mới nên chỉ trích. Quan trọng là ý thức người ta đi tắm biển, nhưng thấy rác nhiều thì nhặt, nên nhìn nhận vào cái tốt chứ đừng soi vô lý.